Nãy xít nước đâm phải con chim. Hả? Nãy đi đang đi xít nước đâm phải con chim. Vừa rồi á? À, mình đang đi bên kia này, chú không thấy à? Không. Có trong video không? Chắc không có chứ. Có chú ơi. Cháu có quay được vào video không? Không. Cái suối nào chỗ nào, suối thượng nguồn ở chỗ nào? Thượng nguồn hả? Ừ. Cháu không biết. Biết chỗ này thì cháu chưa bao giờ được đi cái đường này. Công an đó.